Alo, có nói gì đâu mà nghe. Tỷ nghe mà đúng không? Ừ, ok. Ký có nghe không? Alo. À mưa hả? À đúng rồi, mưa, mưa đang mưa lớn. Bởi vì tèo nó kể tỷ mà học bổ trợ là cả làng cùng học vậy đó. Cả làng chỉ bực bội thôi chứ cả làng không hiểu gì cả. Hay mình qua cái sách na số 6. Là tiếp thâu Sambatik Chana. Sai hẳn cái thầu xăm cái tiếp thâu là tâm sinh khởi tiếp tục bắt cảnh từ ngũ thức, tâm tiếp tục sinh khởi bắt cảnh từ ngũ thức, rồi chuyển cho tâm hẳn tánh, chuyển tâm hẳn tánh làm phận sự thẩm tra cảnh. Hẳn tánh làm phận sự tiếp nhận như người gác cổng, như người gác cổng. Tiếp nhận người du hành, đi vào bên trong, nên là tâm tiếp thâu, tiếp nhận và thâu bắt đấy, xem mà tích chân ạ. Cái gì nghe rõ hết rồi đúng không?
cái Sana số 7 là Sana Santirana. Sana 7 ai đó vô chờ tí. Misitu mở mắt ra là mưa gió bập bùng rồi. Sáng là 7 nói là xăng tí ra nát, xăng tí ra nát, ký hiệu là na, na na có chấm đích nha, na đấy. Này nó gọi là thẩm tấn, thẩm tấn hay là quan sát đó, quan sát hay quan sát thì đó cũng được. Là tâm làm vận sự thẩm tra cảnh. Là tâm làm vận sự thẩm tra cảnh. Thẩm tra cảnh, xem cảnh ấy tốt hay xấu. Ra sao? Để tổng hợp cho tâm sao. Tiếp bắt. Có cái điều kiện đó tôi sẽ ngồi biên tập lại mấy cái này. Nó như vậy là nó chưa có đủ và chưa có rõ. Viết còn chung chung mơ hồ. Rồi nó kết hợp giữa hiệp thế và siêu thế. Nên là nó không làm cho người ta có thể hiểu được một cách nó có tính khái quát. Số 7 là vậy thôi đó. Chỉ có vậy thôi đó. Như vậy thì chưa được. Này trở về, nếu mà muốn làm ấy, quý vị làm gì nè? Nói trước để chết không có làm được. Quay trở về với cái bên kia đó là cái tâm thẩm tấn là tâm nào? Phải kéo đầu nó ra. Rồi đi phải vô tứ ý nghĩa của thẩm tấn là gì? Đó, vai trò của thẩm tấn ra sao? Rồi mới lấy cái đó ra. Ráp vô đây, cái tứ ý nghĩa của thẩm tấn á, nó có chia làm hai cái loại, hiệp thế, siêu thế. Ý nghĩa hiệp thế nó là gì, ý nghĩa siêu thế nó là gì. Nhưng khi mà mình nói nó là tâm, thì nó diễn ra rất là vi tế. Nó diễn ra vèo 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 vèo. Chứ không phải là nó ghề ghề như tài lộc đâu. Do vậy mà nếu mà nói nó là giờ xem xét này kia nọ đó, nó mô tả như vậy đó, thì nó làm cho người ta hiểu lầm ấy, là nó rất là chậm, cái tâm này rất là chậm. Nhưng mà không có phải nha, tâm này không có rất là chậm nha. Tâm nào nó cũng là đi bằng sang na hết á, chứ nó không có đứng lại nó nhìn, nó trừ người cái mặt nó ra nó nhìn đâu nghe, không có nha. Cho nên khi mà nói đó thì nói nó vậy đó, mà nói vậy đó thì nó lại sai đó. Cẩn thận. Số 8 ui mô giấc này còn ai vô nữa vậy trời. Nhân ủa nhân này không có đi xì phố hả, vô đi học nữa ta. Dạ mai mới đi thầy ơi. Xét là 8 sau khi mà thằng Santirana đó nó diễn hoạt rồi thì tới tiếp tục là Wathapanna. Wathapanna
bây giờ thêm vô thành là quách tháp paná, ký hiệu của nó là vo, là vô, nghĩa Việt của nó là đoán định. Đoán định ở trong một cái lộ khác á thì nó là khảy môn nha, gì nhớ. Tức là khai ý môn, ghi mẹ ra luôn rồi, làm Phật sự quyết định cảnh bởi tính chất thiện bất thiện, làm nhiệm vụ quyết định. Quả thì tốt, thích hợp với tác ý của người để hưởng dụng cảnh đang xúc. Ấy, bằng tính chất tội phước hay vô ký. Cái này còn phải chú thích và làm rõ ra nhiều lắm. Như vậy nó vẫn mơ hồ. Vẫn mơ hồ và rất chung chung. Thì giống như có lần tôi nói quý vị rồi đấy, chuyển đổi tác ý ở cái khâu nào đấy, thì ở cái khâu này, cái khâu này là quý vị có thể chuyển đổi tác ý được. Quý vị mà có nghe một số các quý vị tôn túc, một cái vị các cái vị nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy là phản ánh rất là nhiều cái việc đó là cái lý thuyết Phật học ấy, của các cái vị mà thời sau ấy biên soạn thì nó có nhiều điểm mâu thuẫn, nhiều điểm mâu thuẫn. Hồi thời Đức Phật ấy, ngài không có nói, nhưng có nói, nhưng mà tới cái đời sau cái người ta thiết lập lên, nó giống như hôm trước mình học bên cái thằng cõi giới vậy. Rồi bên đây cũng vậy, thì nó có nhiều điểm nó chưa có được rõ ràng, nó chưa có được rõ ràng, chưa được soi chiếu một cách cặn kẽ và tường minh. Cho nên quý vị học nhưng mà trong một cái sự đó là tiếp nhận để làm cho nó hoàn thiện, chứ không phải nói viết sao tình vậy. Chính từ sắc na chính tới sắc năm thứ 15 thì nó gọi là Yawana, ký hiệu là ra, nghĩa là động lực, nghĩa là động lực, động lực cũng được mà động tốc cũng được. Là những tâm làm phận sự thừa hưởng dụng cảnh cả bảy sát na đều cùng một loại tâm, thiện bất thiện hay tốt. Làm nguyên nhân thực hiện tội hay phước sanh lên nền động lực này. Làm nguyên nhân thực hiện tội hay phước.
nơi tâm động lực này. Là cái giờ quá nè. Nhớ nha, có ba cái loại nha. Thiện, bất thiện, tố nha. Động lực là không có quả trong đó nha. Thế thôi đó, nói tầm bậy đi. Và cái cuối cùng là ta đã là mình á. Sức nhà 16, 17 ta ta đà ta đà là mình á. Ồ ta đà là mình á. Cái hiệu là ta. Còn một tên tá nữa, nó là Tada Lama Ná cũng được. Đây Tada Lama Ná. Nó gọi là Na Cảnh. Na Cảnh. Là tâm quả. Nhớ nha, tâm quả nha. Sinh khởi nhận cảnh còn dư sót. Còn dư sót. Từ tâm động lực. Từ tâm động lực. Nhật cảnh còn dư sót từ tâm động lực. Rồi tiếp tục trở lại dòng hữu phần. Tức là nếu kéo cảnh trong tối đa hai sát na, rồi trở về dòng hữu phần. Rồi trở về dòng hữu phần. Lộ trình tâm chấm dứt với sự diệt của cảnh mới, của cảnh ấy. Sau đó dòng tâm sẽ tiếp tục là hầm hữu phần, bắt cảnh cũ cho đến khi xuất cảnh mới và lộ trình tâm như trên. Rồi trở về dòng hữu phần. Cho đến khi trở về dòng hữu phần với cảnh cũ của nó. Giới cảnh cũ của nó cho đến khi có cảnh mới. Lặp lại một vòng lặp nữa đó. Chưa? Ghi kịp không? Ai ghi xong thì cho hay. Tôi đọc, tôi phân tích tiếp. Còn nguyên đoạn rất là dài.
trở lại cảnh cũ là vào hủ phần đó con. Lộ thì nó đâu có đổi đâu, chỉ có cái chặng đó đó, cái chặng đó gọi là bắc cảnh mới, cho nên cái chặng đó khác, xong rồi tới khác vậy đó. Giống như dòng sông vậy đó, dòng sông thì nó không có đổi, chỉ có nước nó đổi thôi, tại một điểm thì nước cũ đã bị trôi đi, nước mới quay trở lại, quay cho đến hiểu không? Nó bắt cảnh nào thì nó sinh lên những cái tâm tương ứng với nó, với cái cảnh đó. Ví dụ như nó bắt cái cảnh thinh thì cái lộ đó đó nó hiển bày phía sau của nó đó, là cái thằng nguyên nhân ná đó, thì nó sẽ là thằng tỷ nhĩ thất, chứ không thể thằng khác được. Thì lúc này người ta do đặc tính của nguyên cái đoạn đó đó là thằng nhị thất, cho nên người ta sẽ gọi đó là cái lộ đó là lộ nhị thất. Như vậy đó, nó do cái tâm ngũ môn nào mà hiện bày lên thì đặt nguyên cái tên của cái lộ đó theo cái tâm đó luôn. Chứ mấy cái tâm kia thì nó cũng vậy, mấy tâm kia cũng không khác biệt gì hết. Cho nên người ta mới chia có hai loại thôi, là ngũ môn và ý môn là như vậy. Mặc dù nó là như vậy, nhưng mà cái sự dẫn truyền thần kinh của nó sẽ là khác nhau đó nha. Tức là nó phải chuyển đổi đó. Nó phải chuyển đổi được từ tín hiệu âm thanh, tín hiệu hình ảnh, rồi tín hiệu xúc chạm, tín hiệu mùi, tín hiệu vị. Ở nó chuyển đổi hết tất cả những cái tín hiệu đó đó về tín hiệu thần kinh. Về tín hiệu thần kinh đằng não nó biết được. Mà trong cái quá trình chuyển đổi đó đó thì mình không có biết là thằng nào chuyển. Mình không biết thằng nào chuyển nha, tại vì lúc đó Đức Phật không có nghiên cứu thần kinh đâu, ngài biết, ngài nói cho mình biết. Mình cũng không hỏi ngài nữa. Chỉ có cái đó là nó biết được cái đối tượng đó đó, là ngài có nói rõ là nó biết đối tượng đó là do đặc trưng của cơ quan thụ cảm. Và cái thần thức nương bởi cơ quan thụ cảm đó mà biết được cái đối tượng cảnh theo cái đặc trưng đó. Còn mà khi mà nó đã biết đối tượng cảnh theo đặc trưng đó rồi, nó chuyển đi làm sao, nó mã hóa tất cả những cái thông tin dạng hình ảnh, dạng âm thanh, dạng mùi, dạng hơi khí, dạng dạng vị, dạng xúc chạm, nó mã hóa như thế nào thì cái này không có được nói tới. Cái này bắt buộc phải xem bên y học hiện đại về cái mảng thần kinh học thôi, thì mình mới có thể hiểu được. Được không?
Này có thể đặt giả thuyết, quý vị có thể đặt giả thuyết về chức năng của từng cái loại sát na này. Khi mà quý vị có cái nghiên cứu bên sinh đó, đủ sâu thì nó sẽ diễn tiến được làm rõ. Tiếp theo một đoạn rất dài ấy, nó nói như thế này: cái cảnh rất lớn này có nghĩa là khi năm cảnh xuất hiện xúc chạm với tâm hữu phần vừa qua chỉ một sát na tâm và làm cho phát sanh sự rung động khỏi cái cảnh cũ để bắt lấy cái cảnh mới, tức là sát na vừa qua rung động dứt dòng đó quý vị. Tiếp đó là phát sanh màu lộ bắt cảnh mới theo một lộ trình tâm như đã trình bày ở trường ở phần trên. Sự diễn tiến của lộ tâm trong cảnh rất lớn này chỉ xuất hiện khi bất cứ một trong năm cảnh đến xúc chạm một năm môn như nhẫn môn, nhĩ môn, tỷ phục, thiệu môn, thân môn. Sự xúc chạm giữa cảnh với môn ấy làm cho rung động tâm hữu phần. Tâm hữu phần đầu tiên chạm với cảnh ấy gọi là hữu phần vừa qua. Tức là cái này mô tả là quá trình thôi, quý vị không cần chép cũng được, hiểu là được. Khi hữu phần vừa qua diệt ấy, tâm hữu phần thứ hai sinh khởi gọi là tâm hữu phần rung động. Tâm này cũng diệt làm duyên cho tâm hữu phần thứ ba sinh khởi làm phận sự buông khỏi cảnh cũ. Buông khỏi cảnh cũ tức là bỏ cảnh mà hồi trước mình đi tiếp tục đi. Nó vào cảnh nghiệp, cảnh điềm nghiệp, cảnh điềm sanh đấy là cảnh của tâm hữu phần. Nên gọi đây là hữu phần dứt dòng, cắt đứt dòng hữu phần để mở ra một cái lộ mới. Khi cái tâm hữu phần dứt dòng diệt đi thì tâm khai ngũ môn thuộc về sát na thứ tư lập tức sinh khởi lên để bắt cảnh mới đến xúc chạm ấy, nhưng chỉ biết cảnh ấy là cảnh gì, đến xúc chạm nơi môn nào để làm duyên cho tưởng và thức nơi môn tưởng và thức đó quý vị. Sắc thọ tưởng hành thức á, thọ tưởng và thức á. Tưởng tức là dữ liệu, bộ nhớ đó, cái memory. Rồi thức á, tức là cái sự biết. Thì nó làm duyên cho tưởng và cho thức hoạt động để biết được. Đây đâu, đọc hút đâu rồi. Khi cái tâm hữu phần dứt dòng dự đi thì cái môn thuộc về sinh thứ tư chạm mấy cảnh gì đến xúc chạm môn cho tưởng và thức nơi môn ấy. Tâm này là tâm đầu tiên vào lộ vì làm phận sự khai môn, tức là bắt cảnh mới, khai ngũ môn đó, mở mở cửa ra. Không mở cửa là không có lộ tâm xuất hiện đâu nha, nó phải 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 mở, nó tiếp nhận đó. Tâm khai ngũ môn diệt làm duyên cho một trong 10 thức sanh khởi là ngũ sanh thức đó quý vị. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thiện quốc thiệt tương thích với môn và cảnh để làm phận sự của nó. Phận sự là nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Đó là phận sự của nó. Khi cái tâm ngũ sanh thức diệt thì sát na thứ sáu là tiếp thâu sinh khởi, tiếp tục bắt giữ cái cảnh từ ngũ thức đó rồi chuyển tiếp đi cái tâm thẩm tấn. Đấy, nhưng mà ghi như vậy đó là cái tâm tiếp thâu tồn tại cũng như không tồn tại. Nếu mà tiếp thâu chỉ để tiếp nhận tâm mười chuyện và thẩm tấn thì thôi, để thẩm tấn lên mẹ cho rồi đi, chờ tiếp thâu chi nữa, thì không có phải chỉ đơn giản như vậy. Ở trong đó nó còn có quá trình chuyển đổi thông tin như thế nào, phân tích thông tin như thế nào, chia sẻ thông tin như thế nào, biến đổi thông tin như thế nào, đặng mà những cái tâm ấy sao nó bắt nó biết theo đối tượng tương ứng của nó, đúng quý vị. Chứ đâu có đơn thuần đâu. Tức là quý vị coi lại trong cái phần mà sở hữu tâm phối hợp với tâm đó. Những tâm nào làm nhiệm vụ tiếp thâu, tâm đó đi cùng với sở hữu tâm gì?
Các sở hữu tâm kèm theo đối với tâm đó nó có tác dụng gì quý vị nhớ xúc thọ tưởng tư nhất hạ mà quý ta ý không? Phải nhớ cái đó đó để hiểu chứ không phải chỉ đơn giản vậy đâu. Khi tâm tiếp thâu diệt đi ở sân này, thì tiếp tục sân là tâm thứ bảy đó, sanh khởi là tâm thẩm tấn, là tâm thẩm tấn sanh khởi để thẩm tra cảnh nhận được đó từ tâm tiếp thâu để biết được á là cảnh này tốt hay xấu thì cái chỗ này sai, khẳng định luôn là sai nha, là không phải thẩm tấn là nhiệm vụ của nó biết cảnh tốt hay xấu, mà thẩm tấn là cái nó có, nó xác định là cái cảnh này nó đem nó đi tra cứu ở trong thằng tưởng nơi vọng hữu phần, nó đem cái cảnh đi tra cứu với thằng tưởng nơi vọng hữu phần. Thằng tưởng nơi vọng hữu phần nó đã lưu trữ rồi cái cảnh đó thì lúc này nó đem cái lưu trữ đó lên để mà nó ráp vô. Ví dụ như đó là nhìn cái mặt của ai đó, cái mặt của cái người A là cái mặt đáng ghét mà trước đã ghét nó rồi, thấy mặt A là thấy ghét rồi, cái mặt A là thấy xàm mà xàm xí rồi. Cái thì nó lưu vô trong tưởng này, cái tưởng nó đã lưu trữ rồi. À, mặt A là xàm, mặt A là xàm thôi. Cái khi mà người ta tiếp nhận được cái hình ảnh, người ta nhìn nhìn thấy cái mặt A, cái mặt A nó làm cái cảnh để mình nó làm rung động cái lỗ tâm, thì hữu phần vừa qua rung động dứt dòng xong tới khai ngũ môn, xong cái tới tâm nhãn thức nó sanh khởi liền. Mà nhãn thức này đó là nhãn thức quả bất thiện vô nhân nha. Rồi xong tới tới tiếp thâu, nó thâu nạp cái cảnh đó cho nó tròn đủ, không có bị thiếu sót gì hết, đi vô truyền qua thằng thẩm tấn thẩm tra đem đọ lại với cái thằng tưởng nơi tưởng có mặt này là đồ xàm. Cái thế là nó lấy cái gốc xàm nó gắn vô trong cái cảnh đó, đó nhiệm vụ của thằng thẩm tấn đó, nó lấy cái gốc xàm có trong tưởng sẵn gì cái đối tượng đó, nó gắn vô. Rồi giả chủ như đây là một cái người mới hoàn toàn, đây là một cái người mà ta chưa từng biết gì cả thì sao? Thì tưởng nó không có gụm, nó, xin lỗi, thẩm tấn nó đi vô trong tưởng, nó đâu có thấy thằng nào chổng đâu. Cái nó đi chở gà, nó đi chở gà nó suy xét, đi chở gà nó suy xét. Thẩm tấn này, thằng thầy nó suy xét là đứa này như thế nào ta, đứa này như thế nào ta. Nó suy xét ra những cái thông tin, tức là nó phân tích, nó phê phán, phân tích về một phần phê phán của thằng thẩm tấn. Rồi sau khi mà nó phân tích rồi xong nó chuyển qua bên thằng kế tiếp, nó là đoán định, tức là cái tâm phán đoán, tâm phán đoán định giá. Nhìn dựa trên dữ liệu cũ thì cái tâm này mới bắt đầu xác định mới xác định được cái cảnh này nhìn hay không nhìn, nên hay không nên, làm hay không làm. Là thằng đoán định, thì đoán định nó bắt đầu nó mở ra nguyên cái động lực phía sau. Nếu như nó quyết định là đứa này xàm, nói chuyện với đứa này thật thấy ghét, thì nguyên đám sao lộ sân lên. Nếu như mà thằng đoán định nó quyết định là đây là một cái người rất dễ thương, giọng nói hiền hòa nhu mì dễ cảm dễ mến, thì nguyên lộ sao tâm tầm tham khởi lên. Ra quá nè, nói vậy đó. Vậy thì quý vị hiểu được cái sự hiển bày nó chưa? Được không? Không được không? Sao ngủ hết cái gì mà đúng rồi, đi tra cứu
Nó khi mà nó tượng đã có thì nó lấy cái thông tin của tượng nó gắn vô trong cái cảnh đó, lấy cái tượng nó gắn vô cái cảnh xong nó chuyển qua bên thằng bên kia làm luôn, nó khỏi thẩm gì trơn á. Đúng rồi. Tức là nếu như dữ liệu đã có rồi thì nó gắn cái tưởng vô trong cái cảnh đó nó chuyển đi luôn, nó không cần phải thập gì trơn á. Nếu như dữ liệu không có, nếu như dữ liệu không có thì lúc này nó phải cần thẩm. Dữ liệu không có thì nó cần phải thẩm á. Dữ liệu cũ á, dữ liệu cũ đâu có đâu. Dữ liệu cũ vì cái đối tượng này không có cho nên nó phải rất nhìn rất là kỹ xem xét rồi đó rồi nó mới chuyển đi. Vậy mà người mà tập được cái thói quen á, có sự chánh niệm đó quý vị, có sự chánh niệm á thì người ta sẽ chánh niệm ở cái chỗ nào, chánh niệm ở chỗ nào à, khai ngũ môn tiếp thâu à, khai ngũ môn ngũ sung thức tiếp thâu quán sát đoán định rồi quên nè. Đoán định đúng rồi. Tới đoán định đó, nó mới bắt đầu nó xét, nó kiểm duyệt đó. Hội đồng kiểm duyệt nằm đó đó, nó niệm nó kiểm duyệt lại. Thằng kia chuyển qua đó mà ở trong cái lộ nó đã có thông tin rồi, cái nó gắn vô thôi nó không thèm thẩm gì hết trơn á. Cái thằng đoán định cái nó mới nó ngồi nó đoán lại. Nếu như có niệm. À, bởi vì mình biết thằng đoán định này đó là tâm tố, à, tâm tố rất tốt tốt đẹp, là tâm tố bậc thánh mà. À, nó ngồi nó coi lại rồi nó mới quyết định là cho cái thằng nào ở trong các cái tâm ăn cảnh ở Giao Quán nè xuất hiện. Nó quyết định hết. Tâm hữu phần thì gọi là tâm ngoại lộ. Bởi vì cái tâm nó không có nằm ở trong cái lộ tâm. Kể từ khi mà thằng Khai Ngũ Môn khởi lên đâu có thằng hữu phần nào đâu. Cho nên ngoại lộ nha. Quý thí bút tá chích tá nha, ngoại lộ. Và là tâm sanh vượt ngoài sáu môn, gọi là tâm ngoại môn. Hoặc ra quý bút tá chích tá nó là tâm ngoại môn. Như hữu phần á đâu có phải chỉ nương vào năm môn đâu. Vậy nên nó gọi là ngoại môn. Trong Abhidhammathasangaha thì cái chỉ trình bày duy nhất cái cảnh đó, đó là một lộ cảnh rất lớn. Tuy nhiên thầy giáo thọ sớ giải mở rộng thêm nội dung bằng cách liên quan đến hữu phần khách Agantukha Pawanga và cảnh thuộc về cảnh tốt cảnh xấu chia làm ba cảnh như sau. Hữu phần khách Agantukha Pawanga ký hiệu là chữ A gạch đầu. Hữu phần khách nghĩa là hữu phần tạm thời hay hữu phần lạ mặt nó xuất hiện, tức không phải là hữu phần ban đầu. Mù lá pha quan gá tức là hữu phần gốc, à, là hữu phần mới đến, tức là khách à, của mọi cái chúng sanh khi mà có cái tâm nó xuất hiện lạ. Thì cái đó nữa quý vị học lộ thì quý vị sẽ biết à, lộ hữu phần khách à, đấy là tạm hết cái phần này đó. Sau là mình tới cái lộ ngũ môn cảnh lớn. Lộ ngũ môn cảnh lớn nó có cái riêng. Cái này mình học sơ đó nha, chứ nó chưa có đủ đó. Cho mà cái lộ ngũ môn cảnh rất lớn nó chia ra loại nữa quý vị, nó chia ra loại nữa.
rồi hồi lộ cảnh lớn là bắt đầu nó chia ra nữa, rồi bắt đầu lộ cảnh nhỏ nó chia ra nữa. Nó nhiều lắm, nó toàn tùy theo cái chót của nó nữa, cái chót nó na cảnh đó. Chót nó có thể na cảnh cũng được, chót nó cái khác cũng được nữa, thì nó chia nhiều loại nhiều kiểu. Cảnh rất lớn do cảnh nó đặc biệt cho nên nó mới có một loại theo cái kiểu giống như nhà được trình bày. Từ từ ha, từ từ rồi mình qua mấy cái lộ bên kia. Nó dài mà nó nhiều nữa. Nhưng mà thường thường ấy là mấy cái lộn kia không mà quý vị. Thường là lộ bên mấy lộ kia nó xuất hiện nhiều. Cái lộ đầu tiên này mình học nó ít đó. Khi nào quý vị mà nhìn chằm chằm vào mặt á thì mới có lộ cảnh rất lớn thôi. Còn lại nhìn thoáng qua rồi đó, nghe thoáng qua rồi đó, toàn là cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ không à. Phải thẩm muốn chết vậy đó. Thẩm rồi đoán, rồi thẩm rồi đoán, thẩm đoán thẩm đoán thẩm đoán liên tục, thẩm đoán không không có quay giáo quá na được. Tại nó yếu quá. Nhìn mặt mà đơ 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 á là biết rồi, là thẩm đoán thẩm đoán thẩm đoán rồi buồn ngủ, không có giao quá na được, nó bị muội lược. Ok, có ai hỏi gì không? Cái hỏi không? Cái hỏi gì không lần tiếp? Cái hỏi gì không lần nữa? Rồi nhìn ai cũng ngủ hết rồi. Thôi đi ngủ thôi. Ok. Ok, cảm ơn. Tưởng đâu đi ngủ hết rồi. Nói không có gì thôi nghỉ. Tạm thời nghỉ. Chú ơi. Ơi mời. Ủa bữa nay mình học cái gì? Mình học là Lộ quy Tam. thi quy thi môn ta là cái Ơi. gì vậy thầy? No no no, bữa nay thứ tư rồi, thứ tư rồi, chích táo quy thi. Trời. Ủa mà học cái đó là cái gì thầy? Trong đó có sắc nè, không biết là trong chỗ có sắc nè. Ừ, nay đang học về Lộ Tam. Yeah. Ừ. Được không? Ở trong lỗ tâm có sát na thầy. Trong lộ tâm là nó có từng sát na, từng sát na, từng sát na vậy đó. Yeah. Ừ. Hiểu không? Hiểu. Ừ, giỏi. Rồi còn cái gì nữa không thầy? Trong lỗ tâm có sát na còn cái gì nữa không thầy? Nếu là nó từng diễn tới sát na, gọi sát na đó, nó có đặc trưng của nó là tâm gì, tâm nó đi kèm theo sở hữu tâm gì, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của cái sở hữu tâm và tâm đó là gì, nó sẽ tạo tác ra sản phẩm của nó là gì đó, mình bày theo. Vậy sát na là một cái đơn vị thời gian đó thầy. Đơn vị thời gian, đơn vị tâm. Ừ. Người ta tính tâm thì người ta tính bằng sát na. Dạ, không hiểu. Ok. Good, Yes, good, good. Rồi. Hết giờ thì nghỉ. Bye bye quý vị. Hẹn gặp tối nay. Ơi. Nói gì dập dập không nghe được con. Nói thường mình bắt cảnh lớn không đủ mạnh đi đến động lực. Thường thường á là mình hay mình rất là dễ là ẩu tả đó, cái thô tháo của mình á, cho nên mình nhìn thì nhìn chưa có đủ nữa đó, là mình lướt qua rồi.
Ví dụ quý vị đọc sách đó, quý vị nhìn cái lướt qua cái quý vị quên mất nãy nhìn chữ gì, quay trở lại nhìn kỹ cái mới thấy, mới đọc được. Thì đó, lúc đó là mình bắt cái cảnh hồi nãy đó là cảnh không có lớn đủ. Sau đó mình quay trở lại trừng con mắt ra để nhìn đó, cái khi cảnh lớn đủ cái mình hiểu được. Được không? Nghe cũng vậy. Ví dụ đó nãy tôi nói đó mà đâu có nghe rõ đâu. Xong có bây giờ là tôi phải nói lại nè. Đó là cái cảnh này bắt đầu mới nghe, mình lóng cái tai lên đó để mà nghe, đó là cảnh, đó là cảnh rất lớn rồi, cho nên mới có thể hiểu được. Thường thường mình không có sự chú tâm như vậy đó, do đó mà cái lộ tâm của mình nó không khi nào hiển bày lên lộ, mà lộ đầy đủ này hết trơn á. Ok ha. Ừ. Rồi, bye bye.